tả được một cái thác to ở phía bên phải bức tranh. Và bây giờ mình tiếp tục tả cái thác ở góc bên trái này. Cái thác này nhỏ hơn một chút. Thì theo quy trình để vẽ thác nước thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ vẽ hết các cái phần nền ở bên trong và những vách núi, những cái thảm cỏ rồi những cái lùm cây mình tả hết đi, mình đừng để ý những thác vội. Nhiều bạn là có thói quen là hay để cái nền thác trắng đổ xuống đây, thì làm như thế thì nó cũng không có chiều sâu. Mà để nó chuẩn hơn thì chúng ta sẽ đi cái nền trước như mình đã tả đây, các bạn quan sát mình đã tả hết một loạt đây, tất cả coi như là mình vẽ một cái vách núi mà người ngoài người ta nhìn vào tưởng đây là một cái vách núi đã hoàn thiện rồi. Tuy nhiên cái mục đích của mình tả cái vách núi này là để làm nền ở bên trong để chúng ta sẽ vẽ thác ra ngoài, bởi vì theo quy luật thì chúng ta cứ vẽ từ trong ra ngoài, quy luật từ xa đến gần đấy là vẽ từ trong ra ngoài, vẽ từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, cái gì ở trong mình sẽ thể hiện trước, cái thác nó lùm ra ngoài thì chúng ta thể hiện sau, như anh hiểu nôm na vậy. Thì dựa trên cơ sở mẫu và cái hình ảnh ở trong cái bức tranh mình đã tạo hình sẵn rồi, mình sẽ đi tìm vị trí để cho thác đổ. Đây mình sẽ cho thác đổ này, mình sẽ dùng cái bút cán xanh này hoặc là bút xòe quạt. Nó có nhiều cái bút để tả thác tùy theo thói quen của từng người, có người thì dùng bút thư pháp này, dùng bút cán xanh hoặc là bút xòe quạt vân vân, nó là do cái thói quen của từng người. Thì mình hay dùng loại nào cũng được, miễn là thác là được. Thì mới đầu chúng ta sẽ đi cái màu xanh lam để tả thác trước, bởi vì cái ánh xanh lam nó sẽ tạo cho cái độ hòa quyện giữa nước và màu xanh lá cây, nó tạo nó sẽ có cái ánh xanh lam và xanh lá cây nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn và nó sát thực tế hơn. Mình cũng lại lưu ý lại với mọi người là khi mà mình muốn vẽ thác đẹp thì mình phải hiểu thấm nhuần về cái thác rồi thì chúng ta mới vẽ được thác đẹp. Và muốn hiểu về thác thì chúng ta phải ngắm thật nhiều những cái ảnh thác của tự nhiên. Chúng ta đi ngắm thác. Và thậm chí là chúng ta phải đi trải nghiệm thực tế thác nước, vừa tắm vừa ngắm vừa nghiên cứu xem nó như thế nào thì chúng ta hiểu thấu thì chúng ta mới vẽ được. Hôm nọ có cái dịp vẽ trên huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, mình có đưa anh em đi ngắm, đi trải nghiệm thác ngu ở trên xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vừa một cái trải nghiệm, vừa là đi vui chơi luôn, kết hợp. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ biết được đâu là cái điểm hợp lý, đâu là cái điểm không hợp lý ở khi mà chúng ta vẽ, là chúng ta xử lý tình huống nó dễ hơn, nhanh hơn. Còn nếu chúng ta chưa hiểu thì chúng ta vẽ nó sẽ không sát thực tế và nhìn nó không có hồn. Dùng từ chuyên môn là nhìn nó không có hồn tranh. Những cái chỗ mà nó vấp như này đấy là tưởng tượng là nó có gặp những cái hòn đá nó nhô lên là nó tạo thành cái gờ, sau đó nó lại tạo thành một cái nếp thác nhỏ, một cái thác phụ ở trong cái thác lớn. Anh chủ ở dưới á? Do máy. Anh chủ ở dưới thấy nét á? Không nét, máy lại máy. Do thứ nhất là do máy, hai nữa là do ánh sáng này. Nhìn ở ngoài rất là đẹp. Bởi vì ở ngoài mình nhìn chi tiết hơn, nhìn tổng quát hơn. Còn vào điện thoại thì chỉ nhìn thấy gọi là tưởng tượng ra cái tổng thể, cái gì nó cũng thu nhỏ lại nên nhìn không rõ lắm.
tiếp theo được cái phần tháp, cái phần nền đó rồi, chúng ta sẽ nhấn xốp những cái chỗ mà thác đổ mạnh xuống để cho cái giống này vẫn dùng những cái bút vẽ này, chúng ta chấm xuôi xuống, chấm dần xuống. Chúng ta để ý cái ngọn thác lúc nào nó sáng hơn, vì nó nước nó dày cuộn cuộn hơn, tung ngọn lên nhìn thấy nó, chúng ta nhìn thấy nó trắng hơn. Còn khi nó đổ xuống dưới là nó hòa vào sắc không gian của những cái ánh màu xung quanh nó. Đấy chính là sự hòa sắc. Anh nghiệp ơi, anh cho em cái bút cắn bút cái lông mềm ở đầu nó cắt bằng đấy để tả cái tháp phụ ở dưới bút vát vát đấy, dùng cái bút đầu nó bằng đấy, chỗ bằng đấy ở trong hộp đây này, trong ống đây này. Đây lét nhỉ, mình đấy cũng được lét đấy, điện thoại, bắt tiền được lét, rẻ tiền thì nó không được lét, quay nét chụp nét chỉ có iPhone, iPhone nét hơn là Samsung rồi, nét, nó nét mà nó màu nó chuẩn thực hơn, thực tế hơn, còn những cái Oppo, Samsung nó nhìn nó có vẻ nét nhưng mà cũng lại nó ảo, màu nó hơi cảm giác nó ảo, nó cũng có cái đẹp riêng của nó, nhưng mà để thực tế sát với cái màu ở ngoài ấy, mà mắt mình nhìn thấy chỉ có iPhone thôi, iPhone mình nhìn đúng màu ở ngoài mình nhìn thế nào trong ảnh nó đúng vậy. Quay video đây là họa sĩ Bùi Minh Vương các bạn. Kia là họa sĩ Minh Tuân. Mình rất hiền và đẹp trai. Cảm ơn anh nhá. Quá khen. Thật gái. Hỏng hết mũi em. Quay về là bức tranh là Sơn Thủy Tứ Tỉnh. Do yêu cầu chủ nhà, những bức tranh này tả rất là chân thực các bạn. Những cái tháp phụ là các bạn dùng cái bút cắn, quên cái bút đầu lông nó cắt bằng như này, thì
thì là nó dễ cho chúng ta thể hiện cái đầu thác phụ ở dưới mà nó bị cắt ngang ấy. Thường thường thì thác nó chảy, nó vấp vào những cái mô đá, nó sẽ có nếp cắt ngang để tạo cái ngọn thác phụ ở dưới. Đấy là cái lông cán bằng cắt à? Đấy, cái nó có cái bút cán bằng sẵn rồi, mình chỉ mua về chọn đúng cái mà mình ưng, mình làm quen mà mình thuộc với nó. Cái này em đi vẽ là cái bút nào em cũng thuộc lầu lầu hết, nó là những sử dụng được những đường nét gì đó. Quá nhiều, sử dụng qua tay rất là nhiều. Nhưng hiểu bút như gọi là bút với người nhập với nhau thành một. Tay với bút vẽ là nhập, hòa nhập rồi. Giống như lái xe vô lăng với người là một đấy, ô tô với người hòa nhập rồi. Cái bút này nó cũng hòa nhập vào rồi. Em với em chỉ cần cầm cái bút nào là biết nó ở vị trí nào, biết là nó làm ở đâu và nó làm được những gì rồi. Hôm nọ em có cái video làm chia sẻ với mọi người về cách sử dụng bút nhưng mà nó cũng chưa được chi tiết lắm, mà phải làm hướng dẫn lại, chia sẻ lại với mọi người. Từng này nó có từng số không? Nó từng số. Ui giời, để mà khám phá về bút được cả một quá trình nghiên cứu phải mất hàng tháng trời mới hết được. Có vài cái bút đấy thôi nhưng mà mỗi cái bút nó làm ra được hàng chục hàng trăm công việc khác nhau ở trong cái bức tranh. Chia sẻ với các bạn là chúng ta gợi một tí cái bóng thác các bạn nhé, nước trong này, gạt những cái thác đổ chính là mình gạt mấy cái trắng xuống, gạt thẳng đứng thôi. Rất là trong, ngắn thôi, không cần dài, bởi vì chúng ta còn làm những cái sóng nó động, những cái sóng lăn tăn động lên mặt nó. Đấy, thì là nó nhìn nó vừa trong mà lại vừa động, không phải nước động mà không thấy gì, nước động nhưng vẫn thấy bóng. Để quay được cái video nó chất lượng của nó thiết thực để chia sẻ với mọi người là cũng cực kỳ là công phu và khó khăn đấy các bạn nhá. Mà ekip 5 anh em là cũng phải phối hợp cực kỳ công phu và nhịp nhàng ăn ý thì mới làm được đấy. Đây là bức tranh ở trên rất là cao. Vị trí mình đang ngồi vẽ đây chia sẻ với các bạn là đang cao hơn 2 mét. Vị trí ngồi không được chắc chắn lắm. Có phần hạn chế và góc quay cũng hơi bị bó hẹp, các bạn thông cảm nhá. Nào chia bóc tách ra từng mỗi một video sử dụng một bút vẽ thì mới hết được các công dụng của nó. Nói chung là cái công dụng này là do cái sự quen tay của từng người thôi. Có người thì dùng bút tỉa để tạo thác, có người dùng bút cán bằng, người dùng xẻ quài, vân vân. Bạn nói thì chấm từng góc thì là lập đa dạng lắm. Làm sao ra thác được thôi.
tham phụ đây cho nó hài hòa bức tranh. Cái góc quay của mình ở trên ráo thì nó không có không gian để quay các bạn ạ, cho nên là nó hơi cái góc quay nó không được đẹp lắm, các bạn thông cảm nhé. Đây mình chia sẻ cách vẽ thác.
Thank you.